Wow, mọi người ơi, mọi người nhìn kìa. Hôm nay có rất nhiều Titan luôn. Kia là đội quân của TV Man kìa. Còn kia là đội quân Sir Picker Man. Và đây là đội quân Chi Man. Wow, hình như là hôm nay ba đội quân này sẽ chiến đấu với nhau. Không biết là đội quân nào sẽ chiến thắng đây. Nhìn có vẻ là đội quân Chi Man vô cùng là hùng hậu luôn này. Còn Chi Man màu trắng này vô cùng là to. Ui, khói của nó bay khắp người luôn. Rất là xịn luôn này. Và con này là chim man đỏ và đây là chim man xanh đó, và đây là đội quân Speaker Man. Anh này có một cái đầu Speaker này và bốn cái tivi, hai con dao, hai khẩu súng. Và đây là anh Speaker Man có cái kiếm. Cái kiếm này như kiếm gỗ nhỉ, kiếm nhựa ấy. Wow, và đây là một anh Speaker Man tí hon, trông anh ấy bé tí đi luôn này đó, bé tẹo tẹo luôn. Có cánh tay màu vàng luôn, xịn luôn này. Đội quân này có vẻ là bé quá nhỉ, chắc là sẽ thua sớm thôi. Và đây là đội quân TV Man, à có cả TV Girl nhá. Đấy, súng laser ở hai tay. Anh này thì có rất nhiều TV, có thanh kiếm. Anh này thì có cánh tay lưỡi cưa và xúc tua. Rồi, bây giờ thì mọi người hãy bình chọn xem đội quân nào sẽ chiến thắng nhá. Rồi, cuộc chiến bắt đầu rồi. Ba đội quân sẽ đánh lẫn nhau thôi, chém nhau từ lưa tè le hết. Ôi, đội quân Speaker, đúng rồi, đội quân Speaker bị tiêu hai con rồi, chỉ còn mỗi một con Speaker Man màu cam thôi đang bay nhảy. Nó bay nhảy, nó bắn này. Úi giời, chiêu thức của nó đẹp đó. Đội quân TV Man thì vẫn còn nguyên và Chi Man cũng còn nguyên luôn. Rồi, một anh TV Man đã bị hạ gục rồi và bây giờ chỉ còn Chi Man thôi, và một anh TV có nhiều cái xúc tua nữa. Wow, thật là không ngờ cái anh này bé mà khỏe như vậy. Nhìn mọi người khỏe không ấy à? Khỏe chưa? Cân hai luôn kìa. Ai chả chả người anh phát sáng. Úi giời, bay lượn vòng tròn luôn. Thôi, anh ấy bị tiêu diệt rồi. Bây giờ thì còn mỗi anh TV thôi. Chắc là anh TV này cũng sẽ bị tiêu sớm thôi. Và đúng rồi. Ai chả. Bây giờ chúng ta sẽ hợp sức lại. Đội quân TV hợp sức với đội quân Speaker chiến đấu với đội quân Chiman nhá. Đội quân Chiman nghe chừng là rất khỏe. Do đó thì mình đã hợp sức lại Speaker với cả TV Man sẽ hợp sức lại để chiến đấu, và mình sẽ cho hai anh Speaker ra luôn. Đó, đây hai này ra luôn nhá. Bây giờ thì mọi người sẽ dự đoán xem là đội quân TV Man và Speaker Man sẽ giành chiến thắng hay là Chi Man giành chiến thắng nhá. Rồi, cuộc chiến bắt đầu rồi. Đội quân Speaker Man và TV Man cố lên, tiêu diệt Chi Man đi. Úi rồi, là này có hai Speaker vô cùng mạnh rồi, anh ấy bay té tung luôn. Một anh rồi, đây rồi, hai anh ấy bay bắn tia laser ghê không? Úi giời, bé nhưng mà có võ nhá. Để xem đội con Chi Man này có thắng không nào. Wow, ôi bay đẹp chưa kìa. Xem là TV Man còn sống không? TV Man còn sống hai anh nhá. TV Girl bị tiêu diệt rồi, TV Girl yếu quá nhỉ. Ôi, đội quân TV Man bị tiêu diệt hết rồi. Bây giờ chỉ còn có Speaker thôi. Tuy bé mà có võ, vẫn còn sống vô cùng dai luôn. Úi giời ơi, coi anh Chi Man như ông trắng luôn kìa. Bay bắn chưởng các kiểu luôn. Để xem có tiêu diệt được một con Chi Man nào không, chứ Chi Man khỏe quá. Không tiêu diệt một con nào hả? Cố lên nào, cố lên. Rồi 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 rồi, đúng rồi. Con Chi Man cấp 1 này sẽ bị tiêu thôi. Ôi sỏi, ôi sỏi. Bên kia thì là Speaker bị hai anh quay, khả năng là khó sống rồi. Đúng rồi, chạy đi, đúng rồi, chạy đi. Cứ thế là chém đó. À, anh này ra cứu, anh này ra cứu, anh này ra cứu này. Được của nó nhờ. Vì đồng đội ra cứu luôn. Vẫn chưa anh nào bị xỉu cả. Vẫn rất là khỏe luôn. Hình như là một anh Chi Man cấp 1 đã bị tiêu rồi. Lần này có vẻ là khả quan hơn một chút. Đúng rồi, một anh Chi Man bị tiêu rồi. Không, một anh Speaker cũng bị tiêu rồi. Nghe chừng khó nhỉ. Rồi, anh Chi Man to cũng bị tiêu rồi. Wow, thật không ngờ hai Speaker lại khỏe như vậy. Còn một con Chi Man thôi. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Wow, bắn đẹp thế nhỉ. Wow. Chi Man to đùng đã bị tiêu diệt thì còn con Chi Man đỏ này tuổi gì? Tuổi gì? Xoay trong trắng luôn. Yeah! Như vậy là đội Speaker cậu mới là TV Man đã giành chiến thắng đấy mọi người ơi.